Thần tài báo mộng, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ đạp trúng mỏ vàng. Đổi vận giàu sang, phát tài rực rỡ, trúng số liên tiếp, tài khoản tăng số liên tục, sung sướng vô cùng nếu như biết được điều này. Quý vị thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cho thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuổi trẻ vang danh nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã, thế mới nói rằng ở đời thì mọi chuyện luôn bất ngờ thay đổi, không đi theo đúng hướng với mong muốn của ai cả. Thế nhưng, lựa chọn cố gắng, nỗ lực để phấn đấu, vươn lên giàu có, hạnh phúc hay chấp nhận thất bại mà buông xuôi cho đời vùi dập hay không là do mỗi người tự quyết định lấy, không ai bắt ép được ai cả. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi cho biết, trong số 12 con giáp thì con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 là đặc biệt hơn cả. Tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc trong cuộc sống, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện, thật thà và kiên nhẫn chờ thời, nên đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, họ sẽ đổi vận mà lên hương, công danh sự nghiệp toại lòng, tiền tài như nước, sức khỏe như thần, tất cả đều như ý nguyện. Vậy, vận trình của quý tín chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này biến động ra sao? Làm sao để tránh được những xui xẻo, tai ương? Làm sao để chớp được vận may, kiếm tiền tỷ về tay? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Quý Sửu 1973 hay còn được gọi với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Những người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Tuổi Quý Sửu, thiên can mang chữ quý, có các sao, phá quân, cửu môn, thái âm, tham lang và tứ hóa, là người có nhiều tham vọng nhưng không dám đương đầu với sóng gió bởi bản chất hiền lành. Quý anh có sao phá quân và hóa lộc, muốn thành công thì phải cố gắng nhiều, vượt qua cảnh tiền hung hậu kiết và cần phải có chí tiến thủ mạnh để vượt qua khó khăn. Với thiên can mang chữ quý, ít ai phải vất vả, cực khổ tấm thân nếu thuận sinh ban ngày vào hai mùa đông xuân. Cuộc đời sung sướng an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Nghịch sinh, tấm thân tuy không vất vả nhưng gia đình tình cảm không yên, tiền bạc vào ra thất thường, nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ. Thường có quý nhân giúp đỡ nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 9 năm 2023 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Quý Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Quý Sửu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn.
học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2023, tuổi Quý Sửu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định, nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, quý sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Quý Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Quý Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Quý Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán, có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất, tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để Sửu phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Quý Sửu sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 9 năm 2023 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Quý Sửu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành sự khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ, dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành sự thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe, trong tháng, phương diện sức khỏe của Quý Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu, tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần mới của người tuổi Quý Sửu cho thấy, con giáp này đón tuần mới với hung cát đan xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên,
Cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Quý Sửu. Tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc vung tay quá chán, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cát khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Quý Sửu có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tỵ, dậu, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê, con số phát tài, 10, 78, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu, tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuổi Quý Sửu có một tuần khá thành thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trông bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Quý Sửu tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ý, tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 19, 05, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu, tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Quý Sửu, điềm báo cát lành sáng rõ, trong tuần sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông, bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này, người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước, lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Quý Sửu, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Quý Sửu có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn, người làm công ăn lương vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín muồi, tình yêu ngày càng thăng hoa. Mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm, đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, tỵ, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 22, 08,
96. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu, tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Quý Sửu, ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại. Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó, mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Quý Sửu vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng. Nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư giả. Tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định. Đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan. May mắn trong tuần này, tuổi Quý Sửu được thái âm cát tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Cát tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá vượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt, ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, sửu, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, nâu, con số phát tài, 68, 54, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài vì sao lại để ông phá sản. Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải. Lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn, vị triệu phú giận dữ nói, sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng, Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm. Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp, con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói, tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói, nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ, đến ngày phá sản kia. Con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà, con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vị triệu phú nói, sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ? Hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói, đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem, tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200m, khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ, thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống. Chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống, thậm chí sẽ đụng phải vách đá. Một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi, tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy, nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không. Bởi nó có quy tắc của chính mình, những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống.
Vị triệu phú cảm thấy hổ thẹn, như vậy ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói, mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa, còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp, vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người, vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết, Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói, trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng, con người muốn thực hiện ước mơ thì ép phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả, sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn. Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé! Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.